Taxi lần cuối vấn đề là chưa biết chỉnh được sao. Này đi cho vô chốt, đi cho ra chốt, không biết chỉnh sao nữa. Này là kéo kéo vô, này là để thẳng, xong rồi còn chỉnh lên xuống nữa, chưa chỉnh được nữa. Xong rồi mới tới vụ đèn, đèn có vẻ hơi yếu, chỉ được đèn khác thì đỡ hơn, nhưng vấn đề là không có đèn khác. Ra nếu có thì cho vô. Yeah. I'm dream.